Sáng mùng 6 tháng 1, đồng chí Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế. Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ cho hay, trong ngày hôm qua, toàn tỉnh ghi nhận 1.335 ca mắc mới và tử vong 11 trường hợp. Nếu so với tuần trước đó thì tuần qua, Đồng Nai đã giảm mạnh cả số ca mắc mới lẫn tử vong. Dự đoán những ngày tới, số ca mắc sẽ tiếp tục giảm. Đồng Nai đang được xếp ở mức nguy cơ trung bình. Về công tác tiêm chủng, ngành y tế đang tập trung đẩy nhanh tiến độ trích mũi thứ ba để người dân chủ động phòng ngừa cả COVID-19 và biến chủng Omicron. Cái vũ khí tốt nhất của chúng ta là chủng ngừa mũi ba. Cho nên hiện nay là vaccine về rất nhiều rồi. Chúng ta cứ lần lượt chích giảm từ độ tuổi. Tại đối tượng ưu tiên chúng ta tiêm mũi ba xong rồi, bây giờ chúng ta chích trên 50 tuổi. Nếu trên 50 tuổi đủ rồi, chúng ta chích giảm xuống từ 40. Nghĩa là chúng ta chích liên tục để làm sao phủ mũi ba trên toàn bộ dân số của chúng ta. Cái thứ hai nữa, tin vui tối ngày hôm qua là Hội đồng thuốc quốc gia cũng họp rồi, và như vậy là sẽ có 3 cái visa thuốc Monubiravir sẽ được cấp ra thị trường. Như vậy là trong thời gian sắp tới đây là chúng ta có thể, hoặc là chúng ta đấu thầu mua thuốc về cấp cho người bệnh, hoặc là người bệnh có thể tự mua ở ngoài các nhà thuốc. Dù vậy, lãnh đạo Sở Y tế vẫn đưa ra khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm 5K và kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm ban hành kế hoạch phòng chống biến chủng Omicron. Đại diện Sở Giáo dục Đào tạo cho biết, Sở đã tổ chức thí điểm cho học sinh đi học trở lại ở 147 trường học. Sau 6 tuần thí điểm, lãnh đạo Sở đánh giá không ghi nhận ổ dịch phát sinh trong các trường học trực tiếp. Các ca mắc ở giáo viên và học sinh chủ yếu có nguồn lây từ gia đình. Tuy nhiên, hầu hết các em học sinh đều có triệu chứng nhẹ và hết bệnh sau 4 đến 5 ngày. Do đó, ngành giáo dục đã lên kế hoạch cho học sinh đi học trực tiếp tại trường sau Tết Nguyên đán, dự kiến bắt đầu từ ngày 14 tháng 2. Một trường hợp đáng tiếc mới xảy ra trên địa bàn thành phố Biên Hòa trong vài ngày gần đây là em học sinh lớp 2 trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh bị dọa nạt và cướp iPad khi các em đang học trực tuyến tại phòng trọ. Hiện gia đình đã đưa các em về quê và vẫn tham gia học trực tuyến. Về việc này, công an tỉnh đang khẩn trương truy xét để xử lý vụ việc. Theo đại diện Ban Quản lý Khu Công nghiệp, hiện các doanh nghiệp đang hoạt động ổn định trở lại và ca nhiễm COVID-19 cũng đã giảm dần trong thời gian gần đây. Đến thời điểm này, phần lớn các doanh nghiệp đã thông báo chế độ nâng lương và thưởng Tết cho người lao động, mức thưởng từ 1 đến 3 tháng lương, tùy vào mức độ hoàn thành công việc. Đến nay, mức thưởng lớn nhất mà doanh nghiệp công bố thưởng cho cá nhân là 700 triệu đồng. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng nhấn mạnh, tuần này so với tuần trước thì ca nhiễm có xu hướng giảm và ca khỏi bệnh cũng tăng là những tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, ngành y tế cần tập trung điều trị tốt hơn, đặc biệt những ca nguy kịch để hạn chế thấp nhất số ca tử vong. Bởi so với cả nước, Đồng Nai vẫn nằm trong top 10 địa phương có số ca tử vong cao. Do đó, ngành y tế cần chủ động về nhân lực tại chỗ, nâng cao năng lực điều trị và duy trì trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Các địa phương cũng cần nhanh chóng chi trả tiền hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Còn ở huyện, cho nên đề nghị là các đồng chí lãnh đạo huyện chỉ đạo cho trung tâm y tế cố gắng làm sao mà giải quyết cho anh em. Tại vì người ta tham gia tất do chống dịch từ đầu cái mùa dịch giờ cũng khổ sở rồi mà chưa có nhận được một cái hỗ trợ nào hết, thì cái này nó cũng mình thấy mình cũng có lỗi, cho nên đề nghị các đồng chí khẩn trương nên cố gắng. Nếu mà bên ngành trung tâm y tế mà anh em làm mà còn thiếu nhân lực thì đề nghị là ủy ban dân huyện là hỗ trợ giúp đỡ nhân lực cho, để làm hồ sơ giấy tờ để mà đảm bảo là chi trả cho anh em. Đến hôm nay vẫn còn gần 24.000 người đã được phê duyệt hỗ trợ theo nghị quyết 68 nhưng chưa được chi trả. Do đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng yêu cầu cần phải nhanh chóng thực hiện và làm đúng quy định. Về tình hình thưởng Tết và tăng thu nhập cho người lao động, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng Ban Quản lý Khu Công nghiệp cần làm việc với doanh nghiệp tìm giải pháp tăng thu nhập cho người lao động. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, các địa phương cần thực hiện nghiêm quy định không tập trung đông người để phòng dịch.